Preview. Chào các bạn, hôm nay mình làm clip thay mặt kính của con Honor Note 8 nha các bạn. Con này khách xài rơi vỡ khá là nhiều luôn nha các bạn. Đây mình test cái mấn cho các bạn xem nha. Mặt kính thì nó vỡ nhưng mà màn hình hiển thị với lại cái mấn vẫn mượt, vẫn ok nha các bạn. Nên con này chỉ cần thay mặt kính thôi. Và thời gian làm con này tầm khoảng 2 đến 3 tiếng nha các bạn. Đây con này mình cũng đã tháo sẵn một số chi tiết rồi để hạn chế cái thời gian cho các bạn xem nha. Bây giờ mình tiến hành tháo máy ra, mình thay một kính cho các bạn xem luôn nha. Con này đầu tiên mình tháo cái sườn ra nha các bạn. Con này nó sẽ sử dụng màn hình OLED nha các bạn. Sườn nó cứng lắm nha các bạn, nó đi ngàm nhiều. Tiếp theo mình nhận ốc chụp cho chỗ socket màn hình nha các bạn. Đây. Cách lấy pin nó ra nha các bạn. Màn hình này mình cũng đã tháo sẵn rồi. Đây màn OLED nha các bạn. Rồi bây giờ mình dán bằng keo. Dán bằng keo cố định mặt kính vỡ này lại mình cắt nha các bạn. Mình sẽ bỏ lên bàn nghiệt mình cắt nha các bạn.
mình đặt lên cái bàn nhiệt mình cắt nha các bạn. Cái keo ép của màn này nó cũng mềm nha các bạn, cắt nó nhẹ tay lắm, nó không có cứng. Đây các bạn, màn hình sau khi mình cắt ra mấy keo này, giờ mình vệ sinh keo nha các bạn, mình xịt nước vệ sinh keo lên màn hình nha các bạn. À, mình để cho nó thấm nha các bạn. Mình vệ sinh keo sạch rồi nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành lau qua cái nữa là mình ép luôn nha các bạn. Màn to quá, vệ sinh mất 20 phút nha các bạn. Bỏ cho máy ép, mình ép luôn nha các bạn. Mình ép bằng máy này cho các bạn dễ xem nha. Rồi mình để cho nó hút xong rồi, giờ mình để cho nó ép nha các bạn. Màn hình sau khi ép xong còn một số bọt li ti này nha các bạn, bây giờ mình tiến hành bỏ vào máy hấp khoảng 5 phút nha các bạn. Mình hấp 5 phút rồi nha các bạn, giờ mình xả luôn nha các bạn. Đây các bạn, màn hình sau khi hấp xong là hết bọt luôn nha các bạn.
giờ mình hành đắp vô mình test lại cho các bạn xem luôn nha. Đây nha các bạn. Em vô cảm ơn các bạn xem luôn nha. Anh vừa rồi mình đã thay một tính của con Honor Note 8 xong nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu tới thay thì liên hệ bên mình nha. Chào tất cả các bạn.